Hằng xin chào mừng quý vị đến với chương trình Talk Show Địa ốc và Tài chánh của công ty SGVN. Ngày hôm nay một lần nữa trả lời những cái câu hỏi của quý vị trong những thời gian qua. Thưa quý vị hỏi vào là làm loan như thế nào, có những cái chương trình nào và đặc biệt là quý vị muốn biết là nó khó hay dễ để mà chúng ta có thể vay tiền khi mà quý vị đến với công ty SGVN. Thì chúng tôi sẽ có những chuyên viên về địa ốc giúp cho quý vị có thể tìm những người địa ốc rất là nhiều kinh nghiệm để giúp quý vị có thể một căn nhà mơ ước đi bán nhà hoặc là mua nhà. Quý vị có thể gọi số điện thoại đó là 714-489-7816. Và nếu mà quý vị cần để mà có những cái câu hỏi về làm loan như thế nào cho dễ, làm loan như thế nào để chúng ta có thể mua một căn nhà nhanh, hoặc là quý vị đang bị những cái bad credit hoặc là bị bankruptcy, thì Nancy sẽ là một người trả lời rất là cặn kẽ cho quý vị. Chào Nancy một lần nữa đến với chương trình ngày hôm nay. Thank you so much for having me again. Always a pleasure being here. Quý vị cũng thấy là Nancy đã đến với chúng ta thì trong những cái show trước thì cô rất là nhiều kinh nghiệm với những cái loan khác nhau. Nancy một lần nữa có thể cho quý vị biết đi, nếu mà quý vị nào mà lần đầu tiên xem chương trình của chúng ta thì chúng ta có thể làm được những cái chương trình về vay tiền như thế nào? For first-time home buyers, overall, you could do the lowest on a conventional loan, you could do 3% down, and FHA is 3.5% down, but that's for, we could go as low as 580 credit score for the 3.5% down. Okay. Đầu tiên hết thì Nancy có thể làm cho quý vị nào mà lần đầu tiên mua nhà thì quý vị có thể có là 3.5% down với cái credit score với cái credit report với cái điểm là 5.8, phải không? Có thể thấp tới 5.8 rồi quý vị cũng có thể mua nhà. Đó là những quý vị lần đầu tiên, đúng không Nancy? Với chương trình của chính phủ gọi là FHA. Vậy thì Nancy làm rất là nhiều về cái những cái loan đó để quý vị có thể mua nhà được. Thành ra quý vị đừng ngần ngại. Một trong những cái điều mà rất là lo lắng của quý vị đó là làm loan như thế nào để cho dễ. Mà nếu mà chúng ta đến với những cái công ty gọi là thiếu cái kinh nghiệm thì quý vị sẽ có thể có cái cơ hội là mất đi cái căn nhà mà quý vị đang muốn mua. Thì Nancy có rất là nhiều chương trình, không những là ngoài cái first time buyer, nhưng mà Nancy cũng có những cái loan khác nữa, phải không Nancy? Yes, I do. Nancy có thể chia sẻ đến loại loan nào khác mình có thể. Depending on the situation, a lot of times I come across people who have trouble with the down payment. So we do have down payment assistance program that is available across the state for clients overall, and that's within different state by state rules and guidelines that to qualify for these programs. But we do offer, you know, conventional programs. We offer jumbo loans for those who want to buy a multi-million dollar home. That's available as well. We do HELOCs and just all different sorts depending on what situation we're dealing with. Nancy chia sẻ, kính thưa quý vị ở 50 tiểu bang, tùy theo cái trường hợp của quý vị, có những cái chương trình mà chúng ta có thể làm cho first time buyer giống như chúng tôi nói, hoặc là đặc biệt là quý vị nào mà không có thể chứng được income của mình thì cũng có những cái chương trình đó để giúp quý vị. Những cái quý vị nào mà không chứng được income thì chúng ta cần phải có 30% down với cái credit score là 620 trở lên, đúng không? Rồi có thêm những cái chương trình gọi là quý vị nào muốn mua những căn nhà gọi jumbo loan, đó là những cái loan gọi là mắc cao, phải không? Nhiều tiền thì vẫn có thể làm được những cái loan đó để quý vị có thể mua những căn nhà trên bạc triệu này kia. Và tùy theo từng cái tiểu bang khác nhau, ở nơi đây thì chúng tôi sẽ có nhiều cái chương trình tùy theo mỗi phù hợp với mỗi cái credit score của quý vị, cái trường hợp của quý vị, công ăn việc làm của quý vị chứng được income hay không, không chứng được income. Thành ra tất cả mọi thắc mắc quý vị có thể gọi ngay qua số điện thoại đó là 714-489-7816, 714-489-7816 hoặc là 714-331-4703, 714-331-4703. Với cái license number công ty SGVN địa ốc PB18216 hoặc là tài chánh NMLS 3013 hoặc là 124
394 của Nancy Nguyễn. Quý vị nào 50 tiểu bang quý vị đang tìm căn nhà mơ ước của mình và có những thắc mắc về địa ốc cũng giống như tài chính, xin quý vị liên lạc cái số điện thoại trên. Rồi thì Thúy Hằng cũng được biết bây giờ trở lại rất nhiều quý vị sẽ có những cái câu hỏi khi mà quý vị vào, quý vị muốn gọi là có đủ tiền nhưng mà lại không có được cái credit tốt thì mình phải làm gì Nancy? Nếu mà cái credit không có tốt đó, thì nếu mà có cái tiền đó, đó thì bỏ xuống 30%. Ok. Yeah. Đúng rồi, thành ra nếu mà quý vị nào mà đại khái là mình cái credit mình không có đủ điểm, đúng không? Không có đủ điểm thì quý vị chỉ cần có 30% down thì cũng có những cái loan khác nhau cho quý vị để quý vị có thể là làm, còn hơn nữa thì vẫn có thể là sửa được credit, đúng không Nancy? Trong những trường hợp nào thì mình không có làm được sửa credit không? Có bao giờ không? Nếu những người mà không có sửa credit là những người mà không có biết làm sao sửa được. Ok, có nghĩa là họ không biết thôi. Không biết thôi. À, nhưng hầu như là người nào mình cũng có thể sửa được. Được chứ. Sớm hay trễ thôi? Trễ thì cũng có nhiều người thì lâu hơn chút. Lâu hơn. Nhưng mà vẫn sửa được hết. Wow, kính thưa quý vị, thành ra, thấy không, quý vị có nhiều quý vị đến với công ty HGVN, quý vị nói là thôi, cái điểm của tôi thôi, tôi cũng không mua nhà được, là tự vì cái tôi bị bad credit, không có mua được. Thành ra, quý vị đã lắng nghe Nancy rồi, bất cứ một cái credit nào vẫn có thể sửa được, sớm hay muộn thôi, đúng không? Nhanh hay chậm thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sửa được, tùy theo là đôi khi quý vị có một cái collection thì sửa nhanh hơn, còn nếu mà chúng ta bị lỗi nhiều quá thì tùy theo nhà băng mình settle với họ để mà mình sửa, để mà nâng lên. Và thường thường quý vị mà đi mua nhà, quý vị vẫn là lo lắng là làm loan không được, thành ra quý vị đừng lo, Nancy phụ trách tất cả những cái loan mà không phải là một tiểu bang không, thưa quý vị. Quý vị ở trên 50 tiểu bang, quý vị ở nơi nào, quý vị muốn mua một căn nhà hoặc là quý vị cần để làm loan thì quý vị hãy liên lạc ngay với chúng tôi để chúng tôi có thể có những chuyên gia về địa ốc cũng như tài chính hướng dẫn quý vị một cách rất là cặn kẽ. Và quý vị đã nghe Nancy nói ra, chúng ta không phải là chỉ có một chương trình loan không, nhưng mà này là quý vị không có credit cũng làm được nè, first time buyer vẫn làm được nè, rồi chúng ta lại có thể sửa được cái credit nếu quý vị không có đủ credit, rồi quý vị không có tiền down thì Nancy cũng có những cái nhà băng để mà giúp cho quý vị có cái tiền down, phải không? Và đồng thời nữa có những chương trình quý vị cần phải vay nhiều tiền mua một cái nhà lớn thì nó có những cái requirement khác nhau cũng có thể làm được. Và đặc biệt nữa là rất là vui thì một trong những cái tuần trước thì Nancy cũng có nói là mình có thể vay tiền để mà sửa nhà lại, cái đó là nhiều quý vị cũng rất là thích. Còn về vấn đề gọi là refinance thì như thế nào? Refinance cũng làm được hết. Refinance thì cũng giống như mình làm loan first time buy, những cái loan là mình kéo lại cái thời gian mà mình muốn trả lại cái tiền cái tiền loan lại đó. Thì nói đại khái là cho những người mà muốn trả off cái xe của mình mới mua hay là mấy cái thẻ mà credit card mà mình có xài qua mấy năm về trước mà mình muốn trả off hết á, thì mình gồm hết lại, mình mới refinance lấy cái tiền đó ra để trả hết cái đó xong. Nói tiếng Anh là consolidate, là chung hết lại một cái loan, một cái loan. Có những cái trường hợp là quý vị có thể là gọi là refinance, gọi là làm lại cái vay tiền của mình bây giờ. Đôi khi cái đó là một trong những cái mà Thúy Hằng rất là thích, và cái niềm vui quý vị khách hàng đã có, giống như quý vị đang có 30 năm thì Nancy cũng có thể làm lại thành ra 15 năm, và đôi khi nó bằng cái payment nữa, để mà rút ngắn được bao nhiêu thời gian khi mà mình làm loan. Rồi quý vị có những người đang trả tiền nhà rồi quý vị phải vay nợ nhiều cái nợ khác nhau, thành ra mỗi một tháng cái chi phí của mình nó lên rất là cao. Nhưng mà bây giờ thì Nancy cũng có thể làm chuyên viên địa ốc của chúng tôi, chuyên viên tài chính của chúng tôi có thể là gom lại thành một cái loan để mà quý vị trả hàng tháng ít thôi, nhưng mà vẫn có thể làm lượt được với những cái chương trình khác nhau. Đó là một cái tin rất là vui. Nancy, ngày hôm nay thì Thúy Hằng muốn Nancy có thể chia sẻ là khi mà làm loan đó, điều đầu tiên hết đó, mình nên né bất cứ một loại loan nào, mình nên tránh những cái trường hợp nào để mà không có hư cái hồ sơ để
khỏi hư cái hồ sơ của mình đó, là mình đừng có đi ra để mua cái xe mới hay trong là lúc làm loan đúng không? Trong lúc làm loan hay là đi ra ngoài mà xài cái số xã hội của mình để mở thêm mấy cái credit card hay là đi vay tiền thêm đó. Vay tiền thêm. Một trong những điều mà chuyên viên tài chính của chúng tôi chia sẻ cùng quý vị Nancy Nguyễn đó là khi mà quý vị làm loan á, quý vị đừng có đi ra ngoài tự nhiên đang làm loan mà quý vị đi trong vòng trước khi mà nhà băng nó approve á, là quý vị đi mua một cái xe mười mấy hai chục ngàn. Tại sao mình lại không làm như vậy? Tại sao là mình không đi ra mình mua một chiếc xe? Đại khái một cái trường hợp như vậy đi. Trường hợp như vậy hả? Tại cái tiền mà mình bỏ, mình đang cái khả năng của mình để mua được cái nhà đó đó là hàng tháng là mình chia ra cho cái mortgage đó. Mà nếu mà bây giờ mình đi ra ngoài nữa đó thì nếu đại khái mà mình approve cho 300 ngàn rồi mà đi ra mua cái xe thì đại khái mình approve cái lúc đó thôi thì mình approve trong cái nhà 100 ngàn tại cái tiền mà mình phải chia ra cho cái xe đó nữa. Đúng rồi. Theo Thúy Hằng được biết đó quý vị, đó là khi mà họ qualify cái loan của mình, ví dụ bây giờ quý vị đến với Nancy, Nancy đang làm một cái loan cho quý vị, có nghĩa là họ đã phân tích ra cái tiền hàng tháng mình phải chi ra là bao nhiêu và mình được vay nợ bao nhiêu. Đại khái như mình cái tiền lương của mình là 3.000 đi thì mình chỉ có thể gọi là ratio của mình chỉ là 1.500 thôi về expand, đúng không? Mà đâu đó cái loan nó đã như vậy rồi, họ sẽ coi là hàng tháng quý vị trả visa tiền này tiền kia hết là bao nhiêu, đủ qualify cho quý vị có một cái phần lời nào. Mà tự nhiên đang lúc làm loan quý vị đi ra quý vị mua một chiếc xe là gọi là mười mấy ngàn đi, thì tự nhiên trong cái đó nó không có, mình sẽ không có thấy được, nhưng mà trong cái expand của mình cái tháng đó nó lại tăng thêm là vài trăm nữa đi, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái ratio của cái khi mà làm loan. Và đặc biệt nữa này, hồi nãy Nancy cũng có nói đó là khi mà quý vị apply loan, quý vị không có nên đi để mà đi hết chỗ này chỗ kia để mà mình đưa cái số thẻ xã hội của mình, thì họ sẽ check cái credit, mà mỗi lần check credit vậy cái điểm mình nó đi xuống thì cũng sẽ hư cái hồ sơ của mình. Đó là những cái điều rất là cần biết khi mà chúng ta cần mua nhà. Một lần nữa cảm ơn Nancy rất là nhiều đã chia sẻ. Mong rằng là tương lai Nancy sẽ trả lời nhiều các câu hỏi mà quý vị gọi vào, phải không Nancy? Cảm ơn Nancy rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị Hằng. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Nếu quý vị nào có nhu cầu để mà mua nhà, coi nhà, bán nhà thì chúng tôi có những chương trình rất là rẻ để quý vị bán nhà. Đồng thời nữa mà tìm loan thì bất cứ trường hợp nào chúng tôi cũng có thể trên 50 tiểu bang để mà giúp quý vị. Xin quý vị liên lạc ngay lập tức qua số điện thoại đó là 714-489-7816, 714-489-7816. SGVN Realty Địa ốc và Tài chánh xin trân trọng kính chào cùng với quý vị. Bạn đang lo lắng vì một làn da xấu, đừng lo, White Angels sẽ mang lại cho bạn một làn da trắng mướt mượt mà như là một thiên thần trắng. Mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá vẻ đẹp toàn diện. Một làn da trắng rạng ngời từ lâu vẫn được xem như là một tiêu chuẩn chung của phụ nữ Á Đông. Hãy xóa bỏ những lớp da cằn cỗi của thời gian, xóa đi những vết rỗ thần kỳ. Một làn da trắng mướt mượt mà dành riêng cho bạn sau 7 ngày sử dụng. Bảo đảm White Angel tẩy sạch những vết nám tàn nhang, đồi mồi. White Angel là chìa khóa cho sự thành công của sắc đẹp. Bộ kem trọn bộ 6 hộp với giá 280 đồng. Order ngay hôm nay để được tặng một hộp kem dưỡng da collagen trị giá 89 đồng, bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không có hiệu quả sau 7 ngày sử dụng. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị kem tăng mỡ 7 Super Diet Slim là một liệu pháp massage giảm cân hiệu quả của Nhật Bản, sản xuất bằng công nghệ hiện đại. Sử dụng kem mỗi ngày để có được một vòng eo thon chắc và hiệu quả tuyệt vời như ý muốn của mình sau 1 hay 2 tuần sử dụng. Hiệu quả đánh tăng mỡ phần bụng eo đùi nhờ gel tạo nhiệt, tác dụng massage cực mạnh, phát nhiệt ở vùng tích tụ mỡ, đốt cháy năng lượng dư thừa. Hãy tự tin yêu đời với một vóc dáng thon gọn hôm nay. Với giá 79 đồng một lọ, xin quý vị hãy liên lạc 714-331-4703. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một loại dược thảo thần kỳ là một khám phá mới trong thế giới y học, như là một loại dược liệu trị bá bệnh, đó chính là thuốc nghệ Nhật Bản. Thuốc nghệ Nhật Bản có thể ức chế, tiêu diệt tế bào ung thư, hạ huyết áp, giảm cholesterol, phòng ngừa trị tim mạch, rối loạn tiêu hóa, bao tử sưng viêm và nhiều căn bệnh khác.
ngoài ra giúp tăng cường sức khỏe, phục hồi lá gan và làn da bị nám. Dược thảo trị bá bệnh đó chính là thuốc nghệ Nhật Bản 100% nguyên chất, đang có chương trình sale đặc biệt mua 3 tặng 1. Thức dậy mệt mỏi, cơ thể đau nhức, vóc dáng khó coi, da mặt tàn tạ, phải làm sao đây? Hãy tìm vào trang nhà beautyshopbyus.com để xoay ngược thời gian, lấy lại tuổi xuân từ sắc đẹp đến vóc dáng, tìm mua trọn bộ 30 ngày đẹp khỏe ốm ngay hôm nay qua số điện thoại 714-331-4703 để tìm lại vóc dáng eo thon với dược thảo dâu tầm hoặc Gardenia Cambogia làm từ trái nụ, phối hợp với kem thoa giảm ốm Super Slim Gel để xóa tan những vùng da chảy xệ, đánh tan mỡ thừa, giải độc tố, giải phóng lượng nước ra khỏi cơ thể, giúp giảm cân với Veggie Slim Drink nước trái cây thay cho bữa ăn, bổ sung cơ thể với 180 loại rau quả trái cây khác nhau, giảm sự thèm ăn, bổ sung đầy đủ vitamin dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, giúp làn da căng sáng mượt mà với chất oxy hóa của rau quả trái cây. Chương trình 30 ngày đẹp khỏe ốm sẽ giúp cho bạn thành một người đẹp mới, đơn giản, tiện lợi và hiệu quả, giúp giảm cân mà không cần phẫu thuật. Hãy sống đẹp, sống khỏe, sống yêu đời với trọn bộ 30 ngày kỳ diệu. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Làn da của phụ nữ như những cánh hoa hồng kiêu sa và dịu mát, nhưng theo thời gian, tuổi xuân ấy không còn nữa. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bộ kem TMA 60 giây Instant Facelift đã được bào chế bởi các bác sĩ chuyên gia của Hoa Kỳ, sử dụng trong vòng 2 tuần. TMA Collection, từng tế bào của làn da sẽ được đổi mới, rạng người, tỏa sáng, mượt mà của tuổi thanh xuân. Xin quý vị hãy liên lạc ngay 714-331-4703 hoặc quý vị có thể vào thuyhangshop.com. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị phấn trang điểm Magic Auric sẽ giúp cho bạn có được một làn da đẹp rạng ngời, trắng mướt tự nhiên. Chỉ duy nhất một sản phẩm kem Magic Auric, bạn có thể làm 6 việc cho làn da của bạn cùng một lúc như là dưỡng da, trắng da, giữ ấm và làm sáng da, che đi những khuyết điểm, chống nắng, có chất collagen che đi những vết nhăn. Phấn trang điểm rạng ngời giữ lâu không phai, hãy tỏa sáng mượt mà với Magic Auric. 714-331-4703, 714-331-4703. Trọn bộ trang điểm Pure Room của Hàn Quốc sẽ mang lại cho chúng ta một nét đẹp tự nhiên. Một phấn nền của hạt trai tạo cho làn da tỏa sáng, nhưng hợp chất phấn nền cung cấp nước nuôi dưỡng cho làn da khi trang điểm, tô điểm má hồng cho vẻ ngoài lung linh tươi mát, ứng sáng hồng đầy sức sống, màu mắt quyến rũ làm cho da của bạn tỏa sáng hơn. Với thành phần khoáng chất vitamin B5 không hề gây tổn hại cho làn da mà ngược lại bảo vệ cho bạn, hạn chế tối đa sự lão hóa. Trọn bộ trang điểm 6 món với giá 139 đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Ai sinh ra quả ngọt cho mọi cánh ông vàng, ai sinh em đẹp thế cho lòng anh sống sang. Hãy trẻ hóa tương hình của bạn hôm nay 10 tuổi nhé. Mimi Wonder Pad sẽ giúp cho bạn làm điều đó. Bạn đang khổ sở vì nhịn ăn, không cần nhịn đói. Bạn có nhiều chỗ mỡ xấu xí, hãy dán lên bụng hoặc nhiều nơi trên cơ thể mỗi ngày 8 tiếng. Sau 4 tuần, voila, quần áo sẽ rộng ra bằng gấp đôi tập thể dục. Hãy gọi ngay số điện thoại 714-331-4703. Hãy sống vui, sống khỏe, sống trẻ đẹp với Mimi Wonder Pad. Hãy giảm cân hôm nay một cách an toàn và hữu hiệu nhất, sử dụng dược thảo dâu tầm. Dược thảo dâu tầm được chiết xuất từ trái cây và các loại thảo mộc, trái dâu berry mang đến cho bạn tác dụng giảm cân hiệu quả cực kỳ nhanh chóng mà không mang lại bất kỳ cảm giác hay triệu chứng mệt mỏi hoặc tác dụng phụ nào. Các thành phần trong trái dâu berry còn giúp cho ta có được một làn da cực kỳ tươi trẻ và săn chắc. Tác dụng giảm cân, hàm lượng axit amin carbohydrate và các vitamin, những chất dinh dưỡng này cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể và làm giảm sự thèm ăn, giảm tích lũy chất béo trong cơ thể, tăng quá trình chuyển hóa. Chất xơ làm cho bữa ăn lớn hơn và lưu lại lâu hơn trong đường tiêu hóa, nên làm giảm sự thèm ăn một cách tự nhiên, tăng cường chuyển hóa, đốt cháy nhiều calo ngay cả lúc nghỉ ngơi. Dược thảo dâu tầm với giá 39 đồng một chai, mua 5 tặng 1, giúp cho chúng ta có được một thân hình thon gọn, trẻ trung trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết đặt hàng quý vị có thể liên lạc qua số 714-331-4703, 714-331-4703. Sức khỏe và sắc đẹp bắt đầu như những cánh hoa hồng kiêu sa dịu mát. Làm sao cho những cánh hoa ấy không tàn phai? Làm sao giữ mãi tuổi thanh xuân? Làm sao giữ mãi một sức khỏe dẻo dai? Hãy xoay ngược thời gian hôm nay với Stem Cell Collagen Drink. Đẹp từ trong ra ngoài, xóa dứt nám tàn nhang đồi mồi, da đẹp mượt mà như thời thơ ấu, xương khớp mạnh khỏe dẻo dai. Hãy bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp với Stem Cell Collagen Drink. Trả lại tôi tuổi 20 ngày nào.
Từ đây về sau, nhuộm tóc không còn lo rụng tóc hay hư tóc nữa. Dầu gội tóc mây Natural Technology for Healthy Hair được sản xuất từ Nhật Bản là loại dầu gội làm nhuộm màu tóc bằng 20 loại dược thảo khác nhau, hà thủ ô, nhân sâm, linh chi, không có chứa hóa chất gây hại, ít dị ứng và rất dễ sử dụng. Tóc đen ống mượt trở lại sau mỗi lần gội đầu, thật tuyệt vời. Chỉ sau gội đầu, bạn sẽ có lại một mái tóc đen huyền, giản dị, an toàn và tuổi trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Nàng đẹp tự mai đào, nàng hiền tự giấc mơ. Hãy chứng tỏ tình yêu và nói lên sự cao quý về người ấy bằng những viên ngọc trai thật giá trị và những vòng nữ trang thạch anh cao quý nhất. Nữ trang chính là những món quà ý nghĩa nhất thay cho lời muốn nói cho một ai đó.